Xin chào tất cả mọi người đang xem cái video này của Xuyến. Hôm nay Xuyến rất là vui khi được kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện vô cùng đặc biệt. Và cái câu chuyện này nó chỉ dành cho những người đặc biệt mà thôi. Cho nên là Xuyến rất là chúc mừng những ai đang xem cái video này nha. Trước cái câu chuyện này thì nó đã làm thay đổi cuộc đời của hàng triệu triệu người trên thế giới. Trong đó thì Xuyến cũng là một trong những người rất là may mắn được biết tới cái câu chuyện này. Nó đã giúp cho cuộc sống của Xuyến thay đổi thêm một cái chiều hướng vô cùng tích cực. Chính vì vậy mà Xuyến cũng mong muốn lan tỏa cái câu chuyện này đến với nhiều người. Và trong quá trình kể chuyện á, thì sẽ có một số câu hỏi vô cùng đơn giản, các chị em vui lòng tương tác giúp Xuyến nha. Mọi người cho Xuyến hỏi, trên tay Xuyến đang cầm cái gì đây ạ? Là một cây bút đúng không nè. Giả sử như bây giờ có một cái chú chó nhỏ ngoài kia chạy vào và Xuyến quơ quơ cái vật này trước mặt chú chó, thì chú chó sẽ làm gì với cái vật này? Chú chó sẽ gặm đúng không nè. Vậy thì chú chó có nhìn thấy đây là cây bút không? Không, chú chó không nhìn thấy này là cây bút. Chính xác. Và chú chó nhìn thấy đây là cái gì? Có thể là đồ chơi hoặc là thức ăn, cho nên là chú chó mới gặm đúng không nè. Vậy thì cùng một cái vật này thôi, nhưng mà con người thì nhìn thấy đây là cây bút, con chó thì nhìn thấy đây là cục đồ chơi hoặc là cục xương. Vậy thì trong trường hợp này ai đúng? Cả hai cùng đúng. Đúng rồi. Vậy thì ở đây mình rút ra một bài học là hãy tôn trọng thế giới quan của người khác, bởi vì ai cũng đúng với thế giới quan của họ. Giả sử như đây là cái mặt bàn và Xuyến đặt cái vật này lên cái mặt bàn. Bây giờ Xuyến đi ra ngoài, tất cả mọi người đi ra ngoài hết, con chó đi ra ngoài luôn, cái căn phòng tắt đèn tối thui luôn. Vậy thì trong cái căn phòng tĩnh lặng này nè, cái vật mà Xuyến đã đặt trên mặt bàn lúc này nó trở thành cái gì? Nó là cái gì? Nó là chính nó không là gì cả đúng không? Thì cái việc nó là chính nó hay nó không là gì cả thì theo trí tuệ cổ xưa gọi đây là tính không. Tính không không có nghĩa là đen thui, tối thui hay là không có gì, mà tính không có nghĩa là tính tiềm năng vô hạn của mọi vật. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu xem cái tính tiềm năng vô hạn nó được thể hiện như thế nào nha. Giả sử như khi cánh cửa mở ra, Xuyến là người đầu tiên bước vào phòng. Xuyến đi tới cái bàn và nhìn vào cái vật trên bàn. Lúc này cái vật này nó trở thành là gì đối với Xuyến? Nó là cây bút đối với Xuyến. Rồi, giả sử như khi mà cánh cửa mở ra, chú chó nhanh chân chạy vào và chú chó nhảy lên bàn, nhìn vào cái vật ở trên bàn, thì cái vật này lúc này là trở thành là gì đối với chú chó? Là cây bút hoặc là cục xương hoặc là đồ chơi. Rồi bây giờ mình sẽ đi tới một cái câu hỏi vô cùng thú vị. Giả sử như khi cánh cửa mở ra, Xuyến ẵm chú chó trên tay đi vào trong phòng, và ngay cái thời khắc mà Xuyến và chú chó cùng nhìn vào cái vật trên bàn, thì lúc này cái vật này nó trở thành là gì? Trở thành cả hai luôn đúng không? Vừa là cây bút đối với Xuyến, vừa là đồ chơi và cục xương đối với chú chó. Vậy thì mình nhìn cùng một vật này thôi, nhưng mà khi mà không có ai tương tác thì nó chỉ là chính nó thôi, nó không là gì cả. Khi mà có con người tương tác thì nó trở thành cây bút, khi mà có con chó tương tác thì nó trở thành đồ chơi hoặc là cục xương, và khi mà cả hai cùng tương tác thì nó đồng thời trở thành cả hai. Mọi người cho Xuyến hỏi một lần nữa là trên tay Xuyến đang cầm cây bút đúng không ạ? Vậy thì cái cây bút này nè, nó đến từ phía nó cho chúng ta nhìn thấy nó là cây bút, hay nó đến từ phía chúng ta cho chúng ta nhìn thấy nó là cây bút? Nó đến từ phía chúng ta, chính xác luôn. Nó đến từ phía chúng ta, bởi vì nếu như nó đến từ phía nó thì tất cả mọi người đều nhìn thấy nó là cây bút, và con chó cũng sẽ nhìn thấy nó là cây bút, và con chó sẽ dùng cây bút này để viết thư tình cho cô bạn gái của nó, và nó khen ôi cái đuôi của em đẹp quá, nhưng mà chú chó chỉ gặm thôi. Vậy thì bây giờ mọi người hãy cho Xuyến một bàn tay xinh đẹp của mình đặt lên phần tâm trí của mình, và mình hãy dùng bàn tay mình đặt lên phần tâm trí và mình vẫy về phía trước. Mọi việc đến từ mình, mọi việc đến từ mình, mọi việc đến từ mình. Nghe tới đây thì mình cảm thấy rất là vui rồi đúng không? Mọi việc đến từ mình thì mình sẽ có được mọi thứ mà mình mong muốn. Vậy thì bây giờ Xuyến không muốn nhìn thấy đây là cây bút nữa, mà Xuyến muốn nhìn thấy đây là một cái viên kim cương vô cùng quý giá. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để cho cái cây bút này nó trở thành viên kim cương nha. Cây bút trở thành viên kim cương, kim cương, kim cương. 1, 2, 3. Mở mắt ra. Wow, Xuyến vẫn nhìn thấy đây là cây bút. Mọi người thì nhìn thấy đây là gì ạ? Vẫn là cây bút. Vậy thì có gì mâu thuẫn ở đây không? Mình vừa nói với nhau là mọi việc đến từ mình, tuy nhiên mình mong muốn nhìn thấy đây là viên kim cương thì nó vẫn là cây bút. Vậy thì nó có gì mâu thuẫn ở đây?
À, thật ra thì nó không có gì mâu thuẫn. Khi mà mình nhắm mắt lại thì trong tâm trí của mình nó có vô vàn những hạt giống nó đang vận hành. Và khi mình mở mắt ra, mắt mình tương tác với cái vật này, thì cái hạt giống về cây bút nó đủ đầy nhất, cho nên nó phóng chiếu ra cho mình nhìn thấy đây là cây bút mà không thể nào là viên kim cương được. Vậy thì ở đây mình nhận ra một điều là mình sẽ có được mọi thứ mình mong muốn, tuy nhiên không thể thông qua mong cầu hay là nguyện ước, mà phải thông qua con đường gieo trồng. À, câu chuyện rất là ngắn, rất là đơn giản, tuy nhiên nó hàm chứa rất là nhiều bài học sâu sắc khác nhau. Riêng bản thân Xính thì Xính nó rút ra được 4 bài học quan trọng. Bài học thứ nhất á, là mình phải tôn trọng thế giới quan của người khác. Mỗi người có cái thế giới quan khác nhau, và mình cần tôn trọng thế giới quan của mọi người. Không có ai đúng, ai ai sai, ai cũng đúng với thế giới quan của họ. Cho nên là mình sẽ tránh được những cái cuộc tranh cãi không cần thiết. Tuy nhiên á, thì nó chỉ có đúng sai khi mà có những cái quy định từ trước. Cho nên nó ví dụ như để tránh trong gia đình mình không có những cái cuộc tranh cãi ai đúng ai sai á, thì mình nên có những cái quy định trong gia đình. Ví dụ như đối với các con á, thì mình sẽ quy định là từ mấy giờ tới mấy giờ, giờ nào là giờ ăn, giờ nào là giờ ngủ, giờ nào là giờ học, thì mình chỉ làm theo đúng những cái, thì để các con sẽ thực hiện đúng những cái giờ đó mà mình không cần phải la rầy hay quát mắng gì các con. Đối với bài học số 2 thì là bài học về tính không hay là tính tiềm năng vô hạn của mọi vật. Khi mà mình hiểu về bài học từ tính không đó, thì mình sẽ không còn dán nhãn cho bất kỳ ai, không còn phán xét những người xung quanh mình, và mình luôn luôn tôn trọng những cái người xuất hiện trước mặt mình, chứ mình không có giống như là không có dán nhãn hay đánh giá gì người khác. Bài học số 3 đó là học chịu trách nhiệm về mọi việc đến từ mình, và mình chịu trách nhiệm 100% với những gì diễn ra xung quanh cuộc đời của mình. Trước đây thì Dí thường vẫy tay ngược, tại bởi cho nên chính vì vậy mà mình cũng gặp khá là nhiều bất ổn. Thì khi mình nhận ra là mọi việc đến từ mình, thì mình sẽ chủ động được cái cuộc sống, cuộc đời của mình, và mình chủ động được mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Bài học quan trọng nhất đó là bài học số 4, là bài học về hạt giống. Mọi mọi việc sẽ đến từ mình, tuy nhiên không thể mong cầu hay nguyện ước, mà phải thông qua gieo trồng. Thì để gieo trồng, mình sẽ có 3 con đường: suy nghĩ, lời nói và hành động để mình gieo trồng. Và giả sử như đây là khu vườn tâm trí của chúng ta, thì khi mình ấn, nó sẽ để lại một cái dấu. Mình suy nghĩ, mình nói, mình hành động, nó đều để lại Hôm cái nay dấu chưa ấn. mẹ con qua coi chứ. Và khi mình cái dấu ấn này nó lặp đi lặp lại, thì tới một lúc nào nó đủ đầy, nó sẽ phóng chiếu ra nhìn cho mình nhìn thấy cái điều mà mình mong muốn. Và cái việc gieo trồng này nó cũng tuân theo quy luật của tự nhiên, đó là có gieo có gặt, không gieo không gặt, gieo gì thì gặt nấy, và hạt nhỏ thì cây to. Và từ khi mà nhận ra cái bài học này á, thì Xuyến cũng kiểm soát rất là chặt chẽ những cái hạt giống mà mình gieo ra. Tại vì mình biết là khi mà mình gieo á, gieo gì thì gặt nấy, cho nên á là mình sẽ hướng những cái suy nghĩ, lời nói, hành động của mình theo một cái chiều hướng tích cực, theo những cái điều tốt, để mà sau này mình sẽ có cái quả tốt. Và người thầy lớn của Xuyến thì cũng có dạy là khi mình biết được cái câu chuyện này thì mình cần chia sẻ, kể cho người khác nghe ít nhất mấy ngàn lần, 3.000 lần. Mỗi lần mình kể là mỗi một lần mình gieo hạt, mình giúp người khác có thế giới quan đúng đắn, thì cái hạt giống về thế giới quan đúng đắn sau này nó sẽ quay trở lại với mình và giúp mình có cái thế giới quan đúng đắn, và cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn. Và Xuyến cũng xin phép hồi hướng cái câu chuyện này đến với tất cả mọi người, những người thân yêu của mình và những người mình chưa quen biết. Cầu mong là mọi người luôn có một cái cuộc sống bình an và khỏe mạnh. Biết ơn Không cả con nhà. đi.